Lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Thì chúng ta trang nghiêm và tâm dục đến lễ Tam Bảo, những công đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô điều nguyện thiên nhân siêu Phật thế tôn, những công đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến địa chứng nghiệp hiện năng hướng thượng tri giả thân chứng, những công đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc thiện hạnh thực hành như hành chánh hạnh gồm tứ sông bát bốn, các ngài xứng đáng được tôn trọng cung nghinh cúng dường chắp tay đảnh lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương như hiện tượng bất tường, như một người xấu xa thấy đường bao tiêu diệt, nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết khổ trì dễ hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hiện phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Và bài học hôm nay, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 151, Kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Bindapatapari Sutthi Sutta 1199 tới 1200 sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy. Anh xin hỏi vì có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Tịnh Văn đệ tử Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, bài kinh này Đức Phật giảng cho tôn giả Sariputta nghe. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là tôn giả Sariputta là một bậc thượng thủ tinh văn, bậc A-la-hán đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về khất thực thanh tịnh là vì tôn thay mặt Đức Phật, thay mặt Đức Thế Tôn để giáo hóa cho các vị tỳ kheo, nhất là những vị tỳ kheo mới xuất gia. Vì thế cho nên nhân cái cơ hội này mà Đức Phật ngài thuyết để tôn giả Sariputta có thêm về những cái chủ đề pháp sau này có thể giảng giải cho các vị tỳ kheo được nghe, chứ không phải là ở đây ngài Sariputta còn khiếm khuyết cái gì
mà Đức Phật phải dạy cho tu tập. Chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Như là Đức Phật Ngài trao truyền thêm những cái pháp để giáo huấn cho các vị tỳ kheo tu tập, và tôn giả Sariputta là người lĩnh mệnh thừa kế giáo pháp để thay mặt chư Đức Như Lai. Thì trong bài kinh này, Đức Phật Ngài thuyết cho tôn giả Sariputta nghe về cái sự tu tập của một vị tỳ kheo, ngay cả khi đi vào làng khất thực hay đi khất thực trở về, vị cũng cần phải có những cái suy tư. Và những suy tư đó nó sẽ giúp cho vị tỳ kheo đó tiến bộ trong giáo pháp hoặc quan hỷ trong giáo pháp những gì mà mình chứng đạt. Đừng gọi là khất thực thanh tịnh là bởi vì khi mà đi khất thực, nếu một vị tỳ kheo để cái tâm rỗng không hoặc là buông thả nội tâm để nhìn cái gì ở trên đường đi và thấy được những cái vật thực người ta cúng dường, những cái vật thực này, những vật thực kia, thô hay tế, ngon hay dở, vân vân, thì như vậy khiến cho cái sự khất thực của vị tỳ kheo ấy không phải, nó không được thanh tịnh. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy cho những cái cách tu tập cho một vị tỳ kheo. Và tôn giả Sariputta đã lãnh hội, đã lãnh nhận cái bài pháp này với cái sự quan hỷ. Và tôn giả Sariputta Ngài sẽ đem giảng giải điều này cho chư tỳ kheo. Đó là mục đích của cái bài kinh. Và bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh. Rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng sư trong ngày thứ bảy sẽ giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho phần chánh kinh Nam Mô Thầy Giả. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân Ngài Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bạch. Dạ, sau đây thì con xin được phép đọc chánh kinh. Giáo trình Trung Bộ Kinh. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 151, Kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Bindabata Parisutthi Sutta, 1100 do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. 151 Kinh Khất Thực Thanh Tịnh Bindabata Parisutthi Sutta, 1199 đến 1200, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Khất thực hay trì bình nuôi mạng chân chánh là đời sống sa môn. Tìm thực phẩm nuôi mạng thanh tịnh vô khuyết phạm cũng là một thử thách cho người tu tập. Bài kinh này ghi lại pháp thoại của bậc đại giác về cái nhìn dung nhiếp giữa ba điểm: đời sống thực tại, huân tu đạo giải thoát và tánh không.
Tánh không là đề tài thường gây nhiều ngộ nhận, thậm chí cho nhiều trường hợp còn dùng như một triết lý phổ bát. Tất cả hành trình tu tập mang tánh tiệm tiến, bài kinh này làm sáng tỏ đề tài quan trọng đó. 1199, ngay cả bậc đại thánh đệ tử khi an trú với không tánh vẫn có sự thể hiện khác thường. Tôn giả Sariputta, sau giờ thiền định độc cư đến diện kiến Đức Thế Tôn, mặc dù bình thường vốn là một bậc viên mãn giải thoát, trí tuệ siêu việt, nhưng sau giờ nhập định vẫn không tánh, vẫn toát ra một sự thanh tịnh trong sáng phi phàm ở ngoại hình. Như vậy, chánh kinh, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Raja Gaha, Vương Xá, về Lú Quá Ná, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc, Ca Lăng, Đát Cá Ní Hoa Pá, rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: Này Sariputta, các căn của ông rất sáng, sắc da của ông thanh tịnh trong sáng. Này Sariputta, ông nay đang phần lớn an trú với loại an trú nào? Bạch Thế Tôn, con nay đang an trú phần lớn an trú với không trú. 1200, tánh không không phải là hư vô và càng không phải là sự phủ nhận tất cả thiện pháp. Chú thích: với Tôn giả Sariputta, một đại đệ tử đệ nhất trí tuệ và chứng trú không tánh, Đức Phật không cần phải hướng dẫn phương cách tu tập. Tuy vậy, Đức Phật vẫn thuyết pháp như sự trao truyền lý thuyết nền tảng của giáo pháp, một sự thiết lập chỉ có chư Phật toàn giác mới làm được. Theo sớ giải thì sự an trú với không tánh chỉ có những bậc đại sĩ Maha Purisa mới có thể nhập được, và những bậc đại sĩ chỉ cho Phật toàn giác, Phật độc giác và các bậc đại thinh văn giác. Những vị này không chỉ giác ngộ đơn thuần mà là trải nghiệm đầy đủ các giai đoạn tu tập và quán triệt từ phần 1 của hành trình. Từ phần 1 của hành trình chánh kinh: lành thai này Sariputta, ông nay đang an trú phần lớn và với sự an trú của bậc đại nhân. Này Sariputta, sự an trú của bậc đại nhân tức là không tánh. Do vậy, này Sariputta, nếu tỷ kheo ước mong rằng tôi nay phần lớn an trú với sự an trú không tánh, thời này các tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau: trên con đường ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về tại chỗ ấy, tất cả các sắc do mắt nhận thức có khởi lên ở ta, ở nơi ta dục tham sân si hay hận tâm không? Này Sariputta, nếu tỷ kheo sau khi tư duy biết rằng trên con đường ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên nơi ta dục tham sân si hay hận tâm, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nếu tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: trên con đường ta đã đi vân vân, ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức không có khởi lên nơi ta, không có khởi lên nơi dục tham sân si hay hận tâm, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu tập trong thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải có suy tư như sau: trên con đường ta đã đi vân vân, ta đi khất thực trở về, đối với các tiếng do tai nhận thức vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục tham sân si hay hận tâm không? Này Sariputta, nếu tỷ kheo trong khi suy tư biết được như sau: trên con đường ta đã đi vân vân, ta đi khất thực trở về, đối với các tiếng do tai nhận thức vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức,
có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nếu tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, trên con đường ta đã đi, vân vân, ta đi thất thực trở về đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức, không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu tập trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau, ta đã đoạn tận năm triền cái chưa? Nếu này Sariputta, trong khi suy tư tỷ kheo được biết như sau, ta chưa đoạn tận năm triền cái, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm triền cái. Nhưng nếu này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, ta đã đoạn tận năm triền cái, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta có liễu tri năm thủ uẩn chưa? Này Sariputta, nếu trong khi suy tư tỷ kheo được biết như sau, ta chưa có liễu tri năm thủ uẩn, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn liễu tri năm thủ uẩn. Nhưng nếu này Sariputta, trong khi suy tư tỷ kheo ấy được biết như sau, ta đã liễu tri năm thủ uẩn, thời này Sariputta, vì tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau, ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa? Này Sariputta, nếu trong khi suy tư tỷ kheo được biết, ta chưa tu tập bốn niệm xứ, thời này Sariputta, vì tỷ kheo cần phải tinh tấn tu tập bốn niệm xứ. Nhưng nếu này Sariputta, trong khi suy tư tỷ kheo được biết như sau, ta đã tu tập bốn niệm xứ, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? Ta đã tu tập bốn như ý túc chưa? Vân vân, ta đã tu tập năm căn chưa? Vân vân, ta đã tu lực chưa? Vân vân, và ta đã tu tập bảy giác chi chưa? Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau, ta đã tu tập thánh đạo tám ngành chưa? Nếu tỷ kheo này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau, ta chưa tu tập thánh đạo tám ngành, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập thánh đạo tám ngành. Nhưng nếu này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, ta đã tu tập thánh đạo tám ngành, thời Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo ấy cần suy tư, ta đã tu tập chỉ và quán chưa? Nếu tỷ kheo này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau, ta chưa tu tập chỉ và quán, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập chỉ và quán. Nhưng nếu này các tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, ta đã tu tập chỉ và quán, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau, ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? Nếu tỷ kheo này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau, ta chưa chứng ngộ minh và giải thoát, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. Nhưng nếu Sariputta, này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, ta đã chứng ngộ minh và giải thoát, thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Này Sariputta, những sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư. Suy tư như vậy, này Sariputta, những sa môn hay bà la môn nào trong thời gian
tương lai sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh. Tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư như vậy. Và này Sariputta, những sa môn bà la môn nào trong thời hiện tại làm cho khất thực được thanh tịnh? Tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư như vậy. Vậy này Sariputta, các ông cần phải học tập như sau. Sau khi suy tư chúng ta sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh. Này Sariputta, các ông phải tu tập như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả: Hòa thượng Châu phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Chánh kinh đến đây đã hết. Con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Sa Giá. Dạ, Nam mô Bụt Sa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Phong Lan đọc bài cho hôm nay. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tài Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tính, Đức Tề Tri cũng như là Sư Nguyên Thông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 151, bài kinh khất thực thanh tịnh. Bindabata Parisuddhi Sutta. Ở trong nội dung của bài kinh này đó thì ở đây Đức Phật ngài một lần ngài ở tại Viluvana, ở tại Trúc Lâm. Thì lúc bấy giờ đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài đứng dậy để đảnh lễ Đức Phật. Thì khi đó thì ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật ngài mới nói rằng là ngài Xá Lợi Phất đó, khi mà thấy sắc tướng của ngài Xá Lợi Phất có vẻ là màu da tươi sáng, sắc diện thì sáng suốt, thanh tịnh, trong sáng. Thì khi hỏi như vậy đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng do là ngài an trú ở trong cái không trú, phần lớn trong thời gian là ngài không an trú ở trong cái không trú. Thì như là Thượng tọa Tề Siêu đã nói khi nãy đó thì ngài Xá Lợi Phất chúng ta được biết đó là một cái vị đệ nhất về trí tuệ. Ở trong nội dung bài kinh này đó là có thể nói là Đức ngài Xá Lợi Phất có thể thay thế Đức Thế Tôn diễn đạt giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà trong nội dung bài kinh này thì Đức Phật dạy cho cái điều này, có thể nói rằng ngài Xá Lợi Phất có thể là truyền đạt giảng dạy lại cho những vị tân tỳ kheo để dựa trên đó mà tu tập. Bài kinh nói về cái gọi là khất thực thanh tịnh. Ở đây đó thì khi nói rằng là một vị tỳ kheo trên cái đoạn đường đi cũng như là đi lúc trở về, đi khất thực trở về đó, thì mình phải có một cái sự suy nghĩ. Bởi vì chúng ta thấy rằng một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật xưa kia đó thì phần lớn đời sống cực, thời gian còn lại rất là nhiều đó thì các ngài do lo thực hành cái đời sống phạm hạnh, ngoài cái việc mà hoằng pháp, tức là giảng dạy chánh pháp đến những cái người hữu duyên đó, thì còn thời gian còn lại thì các ngài hành trì cái đời sống phạm hạnh này. Cho nên là khi mà nói là đi khất thực thì chúng ta thấy cái hình ảnh mà đi khất thực nếu mà đúng nghĩa thì rất là đẹp. Và chúng ta cũng thấy đó là đời sống của một vị tỳ kheo ngày xưa là không có sự dính mắc, ngay cả bốn cái món vật dụng của mình, tức là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh đó, thì cái đó là tùy thuộc về những cái người cư sĩ, những người cận sự nam, cận sự nữ cúng dường. Cho nên trên phần lớn là các vị tỳ kheo đi khất thực. Khi mà đi khất thực như vậy thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là trên đoạn đường mà mình đi, ta đi khất thực như vậy từ làng về, bắt đầu ta đi đến làng hoặc là từ làng trở về đó,
thì ta hãy có một cái sự suy nghĩ giống như là cái sự suy xét, rồi phản tỉnh lại chính mình, phản tỉnh lại chính mình coi rằng là mình có khởi lên cái tham dục hay không, cái tham dục hay không, hay là mình có khởi lên cái sân hận hay không, hay là mình có khởi lên cái sự si mê hay hận tâm hay không. Thì chúng ta cũng thấy đó là cái với một cái người phàm phu thì phiền não nó có thể dễ dàng sanh khởi lên, nhưng mà với một cái người tu thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng một cái vị mà trên đoạn đường đi khất thực, đi khất thực cũng như là lúc trở về đó, thì mình hãy phản tỉnh lại chính mình, tức là suy xét lại coi mình đó, có khởi lên cái tham dục ngay cả các cái món ăn. Rồi ngày xưa thì chúng ta nghe rằng mô tả là món ăn cứng mềm, nhị mặn nhị ngọt, thô tế đều có. Thì đối với một vị tỳ kheo đó là không có tham trước, không có tham trước có nghĩa là không có mong vọng, không có nghĩ rằng mình sẽ ăn món này hay là thọ dụng món kia, mà tùy thuộc vào cái người đàn tính họ cúng món chi á, thì vị tỳ kheo sẽ thọ dụng cái món đó. Ngay cả cái món mà mình, chúng ta cũng thấy đó là không phải là những cái món mà mình ưa thích vừa hợp với khẩu vị của mình thì mình lại sanh lòng tham đắm ở trong đó. Rồi những cái món mà mình không ưa thích á, thì mình khởi lên cái lòng là không ưa thích, rồi mình bực bội, mình khó chịu hay là sân hận thì cũng không nên. Nếu mà là như vậy đó thì mình phải suy xét lại coi cái nội tâm của mình có tham dục sanh khởi hay không, lúc mình đi khất thực cũng như là lúc trở về, xem có là tham dục nó sanh khởi. Ở đây đó, khi mà mình nói đến khất thực thì có lẽ là nó có nhiều cái thử thách đòi hỏi một cái vị xuất gia hay là một vị sa môn sống một cái đời phạm hạnh ở trong giáo pháp này đó, phải chấp nhận với những cái điều đó. Tức là chúng ta thấy rằng đi thì chân không, đầu đội trời, chân đạp đất như vậy. Rồi đi vào làng sớm, đi vào làng sớm, đi vào làng sớm như vậy để mà đi khất thực. Thì nhiều khi rồi gặp những cái cảnh đó, chúng ta thấy rằng nó, cái cảnh đó có nghĩa là người ta có thể rằng người ta không ưa, hay là người ta có cái thái độ như thế này thế kia đó, thì vị tỳ kheo cũng cần phải có cái sự kham nhẫn. Không phải là người ta có cái thái độ khó chịu hay là phản ứng với mình đó, thì vị tỳ kheo lại có cái sự khó chịu, thì cái điều này đó là cũng không nên, không nên. Khi mà mình suy xét như vậy đó là cũng là một trong những cái cách để mà mình nhận thức. Khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mình thấy những cái cảnh đó cũng chỉ là thấy thôi, không nên để ý và cũng không nên sinh ra cái tâm gọi là phản ứng, phản ứng khó chịu hay là ưa thích. Cho nên là một mặt là một vị tỳ kheo cứ chánh niệm, gọi là đi không, tức là mắt nhìn ở phía trước đó, không quá xa, chừng khoảng 3-4 hắc tay thôi, tức là độ khoảng 2-3 mét gì đó, nó không nhiều. Cái hắc tay thì chúng ta cũng biết đó là chỉ có khoảng nửa mét thôi, hơn nửa mét gì đó. Thì mình không có nhìn ở phía trước xa, cũng không có nhìn ở phía sau, nhìn bên trái, nhìn bên phải, mà chỉ một đường mà đi thôi. Tức là nhìn chỉ chánh niệm đi khất thực, rồi những cái món ăn khất thực, rồi tai nghe cũng vậy. Nghe những cái người mà họ nguy, không ưa đó, thì họ nói nặng, nói nhẹ hay là họ mắng chửi đó là cũng phải kham nhẫn, chứ không phải vì vậy mà khó chịu. Đó là một trong những cái cách tu tập, xem coi coi, nhìn lại coi cái tâm của mình là tham dục đối với những cái cảnh mà mình ưa thích hay không, hoặc là bực bội khó chịu với những cái cảnh mà mình không hài lòng hay không, thông qua cái con mắt mình thấy, thông qua cái tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, mà thân mình xúc chạm, hoặc là tâm mình suy nghĩ. Không có nên để cho cái tham sân si đó nó sanh khởi. Thì mình nhìn là phản tỉnh là cái cách nhìn là như vậy. Thì Đức Phật Ngài mới dạy tiếp rằng
đối với là một vị tỳ kheo á, là nên có một cái tư duy trên đoạn đường đi khất thực của mình á, thì hãy xem coi 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 mình có điều đó đó, những cái điều đó mình đã đoạn tận hay chưa, tức là phiền não mình đã đoạn tận hay chưa. Ngay cả những cái phiền não căn bản, tức là gốc rễ của phiền não, tức là ba cái pháp bất thiện, tham sân si á, mà mình phải nhận thức biết rõ rằng từ ở nơi cái con mắt mình thấy, hai tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân xúc chạm, hoặc là tâm mình suy nghĩ, thì cái đó đó, nếu mà mình chưa có đoạn tận thì vị tỳ kheo đó, Đức Phật ngày dạy rằng cần phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp đó. Bởi vì cái người tu á, cái đời đời sống tu hành á, thì mọi lúc mọi nơi, mọi lúc mọi nơi, vị tỳ kheo đó luôn luôn giữ cái tâm của mình, trao dồi cái tâm của mình, đặc biệt là không để cho pháp bất thiện sanh khởi. Khi mà tham dục sanh khởi, sân hận sanh khởi, si mê sanh khởi, thì vị tỳ kheo đó là cần phải tinh tấn để đoạn tận các ác bất thiện tánh. Vì mình biết rằng chính cái pháp bất thiện này, chính cái phiền não này, pháp bất thiện này làm cho mình phải luân hồi, làm cho mình phải khổ, là như vậy. Cái điều là khi mà một vị tỳ kheo suy xét như vậy đó, thì kế tiếp nữa đó là vị tỳ kheo suy nghĩ rằng trên đoạn đường đi khất thực của mình đó, xem coi coi là mình đường đi khất thực rồi lúc mình trở về, mình có thấy rằng là mình có quan hỷ thích thú ở trong các cái thiện pháp hay không, mình quan hỷ để mà mình vui lòng mình đoạn diệt hoặc là diệt trừ những cái pháp bất thiện đó. Bởi vì một khi chúng ta thấy rằng một khi mà pháp bất thiện sanh khởi mà mình không có tìm cách để mà đoạn trừ hay hoặc là bỏ nó ra đó, thì ngay cả những cái dục tư duy sanh khởi, hận tư duy sanh khởi, hại tư duy sanh khởi lên mà mình không diệt ấy, thì nó sẽ càng lớn mạnh từ đó nó sẽ khiến cho cái hành động, tức là lời nói và hành động của chúng ta bị sai trái, sai trái là như vậy. Cho nên là giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng là một vị tỳ kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Có nghĩa là mình lấy cái thiện pháp để mà mình tu tập, mà mình thật sự là với một người có cái tâm quan hỷ với các cái thiện pháp và quan hỷ loại bỏ, chứ không phải là mình dung túng những cái phiền não. Nếu mà mình dung túng những cái phiền não thì thật sự ra thì cái sự việc tu hành nó cũng khó bao giờ mà có cái sự tiến bộ, tiến triển trong đời sống tu tập. Thì Đức Phật ngài nói là trên một cái con đường mà đi khất thực như vậy đó, thì vị tỳ kheo luôn luôn phải nhận thức rằng chính cái mối nguy hại là phiền não, tức là tham dục, sân mê hay là hận tâm đó, thì điều đó đó là Đức Phật ngài dạy rằng là ở đây đó là một vị tỳ kheo nên suy tư là dù là trên cái đoạn đường mà đi khất thực hay lúc trở về. Chúng ta thấy rằng là thời gian đi khất thực thì cũng chỉ có một thời gian ngắn trong một ngày như vậy. Nếu mà các ngài không, theo chúng tôi nghĩ rằng một các ngài không có một cái công việc để mà thuyết pháp giảng đạo, để hướng dẫn cho những hàng cư sĩ hay là những hàng hậu học á, các vị tân tỳ kheo hay là tân mới xuất gia đó, thì các ngài phần lớn là các ngài an trú ở trong, mà như là ngài Xá Lợi Phất ngài nói là an trú ở trong không tánh, an trú ở trong cái chánh pháp, an trú ở trong cái không tánh, tức là cái mà đối với bậc thánh cũng như là chư Phật độc giác, chư Phật toàn giác cũng như là chư vị thánh thinh văn giác của Đức Phật á, các vị đó luôn luôn an trú trong trong những cái pháp đó, an trú trong những cái pháp đó. Thì ở đây đó là khi mà nói đến cái sự tinh tấn của một vị tỳ kheo
thì như chúng ta cũng biết đó, là nhìn lại cái tâm của mình, xem coi là phiền não ở trong tâm của mình có chưa. Nếu mà chưa có thì chúng ta cũng cứ ngăn chặn đi, đừng để, dù là cái ngăn chặn đó là bằng đời sống chánh niệm, qua cái mắt thấy tai nghe mỗi người lưỡi nếm, đừng có để tâm sao động, hay là để cho cái tâm bị giống như là trong kinh nói rằng là nhìn với cái tịnh tướng qua mắt thấy, hay là nghe với cái tịnh tướng, tức là mình thấy cái cảnh đó nó để rồi mình thấy nó hấp dẫn rồi mình thích thú trong đó, thì không nên, không nên là thật như vậy. Cho nên khi mà nếu mà nói là một vị tỳ kheo tinh tấn đó, thì vị tỳ kheo đó phải thấy rõ rằng cái nội tâm của mình có phiền não hay chưa. Nếu mà chưa có phiền não thì chúng ta tập cho đời sống phải có cái sự kham nhẫn, tập cho đời sống có một cái chánh niệm để mà mình giữ cái tâm của mình, tập cho cái đời sống có cái sự tỉnh giác để mình biết rõ được cái nội tâm của mình hiện bây giờ là không, chưa có phiền não, chưa có phiền não thì mình chặn nó, không cho nó sanh khởi. Phiền não sanh khởi rồi đó thì lập tức là mình phải loại bỏ, loại bỏ bằng cái đời sống chánh niệm, hay là tu tập ở trong chánh niệm để mà mình tránh, hay là kham nhẫn, hoặc là mình tinh tấn, hay hoặc là mình dùng trí để suy xét đến bản chất của phiền não, bản chất của vô thường, bản chất của khổ não, bản chất của vô ngã. Chúng ta nhìn về thực tướng đó, đó thì lúc đó đó thì chúng ta ngăn chặn không cho phiền não sanh khởi. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta phải có cái sự tinh tấn là mình làm sao để cho tu bổ, tu bồi những cái thiện pháp được tăng trưởng, thiện pháp được tăng trưởng. Vì giống như là người ta nuôi một cái cây, người ta trồng một cái cây vậy đó, thì cái cây đó người ta cũng muốn ươm mầm từ lúc mà nó còn non nớt cho đến lúc mà nó trưởng thành rồi nó cơ đơm qua kết trái ấy, thì đòi hỏi cái chủ nhân cần phải có sự chăm sóc cái cây đó theo đúng cách. Thì khi mà chăm sóc đúng cách như vậy thì cây nó mới có thể trưởng thành rồi nó đơm qua kết trái được cho chúng ta thu hoạch. Thì cũng như vậy với một cái người tu tập á, là thực hiện những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp để rồi mình loại bỏ những cái phiền não, loại bỏ những cái phiền não và làm cho tăng trưởng những cái thiện pháp. Mình nhìn lại đó là lúc mới tu hay là tu dài 3 năm thì cái việc tu tập của mình thì mình thấy nó còn yếu ớt về đức tin, mỏng manh về sự tinh tấn, rồi là mình đời sống của mình có bị tham sân si nó nhiều. Bây giờ mình giảm bớt là mình thấy là mình có được cái sự tiến bộ, tiến triển trong đời sống tu tập của mình. Hay là nói cách khác, tức là thiện pháp được tăng trưởng. Thiện pháp được tăng trưởng. Và khi những thiện pháp nào có rồi đó, thì mình nên giữ gìn những cái thiện pháp đó. Đừng để cho nó bị mất. Trong kinh nói rằng giống như là mình giữ một cái con mắt duy nhất của một người. Chỉ có một con mắt thôi. Con mắt nó quý lắm. Thì chỉ còn có con mắt để thấy đường để mà đi thôi. Nhưng mà nếu người giữ con mắt duy nhất đó, đó giống như là cái người mà giữ cái thiện pháp nó như thế nào, thì cũng như là cái người mà giữ cái con mắt duy nhất của mình là như vậy. Thì khi mà ở đây Đức Phật Ngài nói rằng một vị tỳ kheo cần có một cái sự suy tư, ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng hay chưa, ở đây đó, thì Đức Phật Ngài mới dạy tiếp là này Sariputta, nếu một vị tỳ kheo suy tư được biết như sao, ta chưa đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. Này Sariputta, tỳ kheo ấy phải tinh tấn đoạn năm dục trưởng dưỡng. Thì ở đây năm dục trưởng dưỡng là gì? Năm dục trưởng dưỡng nó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Khi mà mình nói là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, nói chung là năm trần cảnh đó, năm trần cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Chúng ta thấy rằng là năm dục trưởng dưỡng là cái người mà sống ở trong cõi dục đó, trong đó có cái cõi nhân loại của chúng ta, có cái nhân loại của chúng ta. Cõi nhân loại chúng ta là nằm ở trên cái cõi dục,
Và do vậy đó thì cái chúng ta được, khi mà sinh ra đó thì chúng ta lấy cái năm dục này làm cái sự thụ hưởng, và lấy cái năm dục này làm cái sự dính mắc vào đó. Và chính cái đó đó, chính phiền não, chính chúng ta dính mắc vào đó đó, cho nên là chúng ta bị trói buộc, bởi năm dục trưởng dưỡng đó. Mình thấy đó là nếu một người bình thường thì thấy năm dục trưởng dưỡng, tức là thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc thì cảm thấy mình thích thú, rõ ràng là mình thấy thích thú. Nhưng mà rồi đó là chính cái đó đó nó làm cho cái tâm của mình bị bợn nhơ, làm cho tâm của mình bị dính mắc như vậy. Cho nên là khi đã nói rằng là năm dục trưởng dưỡng này đó, Đức Phật ngài nói rằng coi xem là ngày đêm đó, chúng ta có quan, một vị tỳ kheo đó, có quan hỷ hay là hân quan an trú, hân quan ở trong cái tu tập những thiện pháp để loại bỏ năm dục trưởng dưỡng đó hay không. Chúng ta thấy rằng đó là thật sự thật ra đó là mình ăn, mắt mình nhìn thấy cảnh sắc đó, là chuyện đương nhiên, cái việc đương nhiên. Nhưng mà do rằng đó là nếu mà mình không có tu tập đó, thì mình thấy cảnh sắc đẹp đó, thì mình dính mắt vô đó. Nhưng mà với cái người có tu tập thì nhìn cảnh sắc, biết là nó đẹp là như vậy, nhưng đừng có để là dính mắt vô trong đó, biết nó là như vậy thôi. Chỉ mắt thấy, nếu chúng ta thấy rằng các cái căn của chúng ta thì tiếp xúc với các cái trần cảnh, chúng ta có mắt thì chúng ta thấy cảnh sắc, chúng ta có tai thì chúng ta nghe âm thanh, chúng ta có mũi thì chúng ta ngửi mùi, chúng ta có lưỡi thì chúng ta nếm thức, nếm vị của thức ăn, thức uống, rồi chúng ta thì chúng ta xúc chạm. Thì những cái đó đó trong kinh gọi là mình thấy đó là khả ái, khả lạc, khả hỷ, thì mình dính mắt vô đó, mà hãy dính mắt vô đó thì sẽ bị sự trói buộc. Cho nên là đó là cái sự trói buộc của năm dục trưởng dưỡng. Và vị tỳ kheo cần phải suy xét rằng năm dục trưởng dưỡng này mình đã loại bỏ hay chưa. Nếu chưa loại bỏ thì cần phải loại bỏ. Bởi vì cái việc tu tập á, thì ở trong Phật giáo á, là cái dược duy, một điều mà quan trọng nhất đó, là mình phải tu tập những cái thiện pháp để làm sao loại bỏ những cái phiền não ở trong nội tâm, những cái bợn nhơ, những cái thối hư tật xấu ở trong chính nội lòng của mình, trong đó là năm dục trưởng dưỡng. Thì giờ mình nói là một người mà thấy cảnh sắc mà không biết đẹp thì nó không đúng, chỉ ngoại trừ cái người mà họ thần kinh thôi, còn bình thường thì thấy sắc đẹp thích, nghe âm thanh êm dịu thì thích, ngửi cái mùi thơm thì thích, ăn thức ăn, uống thức uống ngon, ngọt, béo gì đó thì thích, tùy vào cái khẩu vị của mỗi người, rồi xúc chạm êm ấm này thích. Nhưng mà chính cái thích đó đó nó lại là sự trói buộc. Cho nên con mắt thì đi tìm những cái cảnh này cảnh kia để mà mình thấy, rồi âm thanh cũng vậy, lỗ tai nghe âm thanh cũng thấy rằng đó là một cái điều gì đó hấp dẫn. Và vì vậy cho nên là năm dục trưởng dưỡng nó tăng trưởng. Và đối với một vị tỳ kheo đó thì cần phải suy xét rằng ta đã đoạn tận được năm dục trưởng dưỡng hay không. Nếu mà mình chưa đoạn tận thì tìm cách để tu tập bằng những cái thiện pháp. Thì chúng ta thấy rằng á, ngay cả cái đi đứng nằm ngồi của một cái vị tỳ kheo á, một vị tu tập á, thì cũng trao dồi, cũng đã tu tập rồi. Bởi vì ngay cả đường đi khất thực, đi rồi về đó thì vị tỳ kheo cũng phải có quán sát. Rồi ngay cả mình ở một chỗ thì mình cũng phải ngồi một chỗ, hay nằm một chỗ, hay đứng một chỗ, thì vị tỳ kheo đó cũng cần phải quán sát cái tâm của mình, xem coi có mình có bị năm dục trưởng dưỡng này nó tăng trưởng hay trói buộc mình hay không. Vì vậy vị tỳ kheo cần phải loại bỏ, phải quyết tâm loại bỏ. Giống như là một người mà giữ cái nhà, mà nếu mà đóng cửa lại hết á, mà còn có một chỗ trống nào, hay hoặc là một hôm bỗng một dân có một tên ăn trộm nào vô á, mà người đó không có đuổi cái tên ăn trộm đó ra khỏi nhà, thì tên ăn trộm đó sẽ vô trong nhà ăn cắp đồ, lấy đồ của trong nhà. Thì cũng như vậy, cái người tu mà để rồi
ngầm chứa cả các pháp bất thiện đó, thì rõ ràng là cái điều đó nó không tốt. Bởi vì hả, trong kinh nói hả, thiện pháp tăng trưởng á, thì bất thiện pháp sẽ được đẩy lùi và ánh sáng được được lớn ra đó, lớn mạnh đó, thì bóng tối sẽ tiêu dần. Cũng như vậy, không thể nào mà nó đồng hai cái tồn tại hết đó. Cho nên là có một cái đoạn kinh Đức Phật ngài dạy rằng xa lắm giữa bên này và bên kia đại dương, cũng như là xa lắm giữa thiện pháp và bất thiện pháp, là ác pháp. Như vậy thì cái người mà tu tập thiện pháp cho mạnh lên, tiến triển mạnh lên thì bất thiện pháp sẽ được đẩy lùi. Kế tiếp nữa, Đức Phật ngài dạy rằng là một vị tỳ kheo nên suy tư rằng mình có đoạn tận được năm triền cái hay chưa. Chúng ta thấy khi mà nói đến năm cái pháp triền cái đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng hàng ngày đó là mình cứ là bị chi phối, với một cái người bình thường á thì bị chi phối ở trong cái năm cái pháp triền cái này, tức là thích thú ở trong ngũ dục, tức là tham dục á, thích thú ở trong cái ngũ dục là tham dục. Bởi vì triền cái ở đây là những cái pháp mà gọi là che ngăn hay là trói buộc, che ngăn hay là trói buộc ở nội tâm của chúng ta. Và năm cái pháp này nó trói buộc hay là nó che ngăn những cái nội tâm của mình. Thì khi mà một vị tỳ kheo chúng ta nhìn lại nè, mình ưa thích ở trong ngũ dục cũng bị trói buộc. Cái thứ hai nữa là mình bị cái trạng thái nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, nó không có định tĩnh được. Ví dụ như chúng ta khi là chúng ta ngồi thiền nhiều khi rồi, những cái lúc mà một người mà có chánh niệm hay là có chánh định ở trong cái đề mục á, mình có tu tập á, có chánh niệm chánh định á, thì cái tâm của mình lúc đó đó là mình theo dõi ở trong cái đề mục, mặc dù là không có các cái căn của mình á, lúc đó mình tạm gác qua một bên, mà bây giờ cái tâm của mình hướng đến cái đề mục, không bị những cái cảnh ở bên ngoài nó chi phối, dù cảnh đó là cảnh pháp, cảnh đó là quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì cái tâm của vị đó luôn luôn dính, luôn luôn gắn chặt hướng đến với cái đề mục. Nhưng mà một người bị buồn ngủ, họ bất giác, tức là họ không biết cảnh ở bên ngoài, giống như chúng ta ngủ chúng ta không nghe tiếng động gì hết á, không nghe cái gì hết á, không nghe một tiếng động và không suy nghĩ một gì, thì cái đó nó là một cái trạng thái mê mờ mà làm cho mình bất giác, không có biết được cái đề mục mình theo dõi, hay là cái nội tâm mình nó cũng không có định tĩnh được. Đó là cái sự hôn trầm. Cái thứ hai nữa là cái trạo cử, tức là cái tâm của mình á, nó cũng bị cái trạng thái khoan duyên theo trần cảnh. Mình nhớ những cái chuyện này vui, chuyện buồn, rồi chuyện này hài lòng hay chuyện này không hài lòng, có những cái sanh ra những cái trạng thái tâm gọi là vừa hối hận vừa hối tiếc. Nó làm cho một cái trạng thái dao động từ nội tâm, nó không yên tĩnh. Đó cũng là một trong những cái trở ngại ở nội tâm, trở ngại của nội tâm. Cái thứ hai nữa, thứ tư đó là đối với một cái người mà bị cái sân hận. Sân hận cũng là một cái pháp triền cái làm cho mình khó chịu, bực bội. Nói đến cái sự sân hận ở đây đó là ngay cả những chuyện, không phải là những chuyện gì mà to tát lớn, ai mà nói mình hay là ai chọc giận mình, ai nói ai làm đánh đập gì mình mới giận, không. Có những chuyện đó là tự ở trong nội lòng của mình cảm thấy không, bực bội khó chịu thì có, giống như người ta nói một cái câu rằng đó là nỗi buồn vu vơ đó, tức là nó không có cái nguồn gốc đâu, nhưng mà cái đó nó cũng là một trong những cái trạng thái của nội tâm sân hận khó chịu đó, nó cũng là cái sự trở ngại. Cho nên là nó cũng là một cái trở ngại để làm cho cái nội tâm không có định tĩnh và không có sáng suốt được chính cái lòng sân hận đó.
Và cái điều kế tiếp nữa đó là nói đến cái triền cái, thứ là nói đến sự hoài nghi. Chúng ta thấy rằng đó là nếu mà nói đến hoài nghi ở đây tức là cái sự phân vân, nói đến cái phân vân lưỡng lự. Phân vân lưỡng lự mà các cái chuyện bình thường á, thì nó không kể ở trong cái hoài nghi này. Mà hoài nghi ở đây đó là phân vân lưỡng lự, chúng ta không có xác tín được về cái niềm tin đối với ân Đức Phật. Không biết là Đức Phật cái giác ngộ ra sao, Ngài có thật sự là đoạn tận phiền não hay chưa, Ngài có phải là một bậc toàn trí hay không. Tức là chúng ta đặt ra những cái nghi vấn, và chúng ta không có xác tín được cái lòng tin của mình, làm cho cái sự mà phân vân lưỡng lự của mình không có quyết đoán về cái nhận thức về cái ân đức của Đức Phật, ân đức của Đức Phật. Kế nữa đó là mình không có xác tín và tin bởi cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật mà ngày nay được ghi chép ở trong Tam Tạng kinh điển, mà tạm gọi đó là học, bởi vì một người học thì cũng phải học ở trong Tam Tạng kinh điển của Đức Phật, tức là lời dạy được lưu chép. Rồi pháp hành, tức là chúng ta dựa trên pháp hành thiền chỉ, thiền quán, tức là hành để trau dồi cái nội tâm này, đưa đến cái sự an lạc ở nội tâm. Và như vậy đấy, thì một người mà sinh ra một cái sự hoài nghi, không biết là cái lời dạy của Đức Phật ở trên phương diện pháp học hay là trên phương diện pháp hành có đúng vậy hay không, thật sự là có cái hiệu quả cho cái việc thực hành. Một người mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật, tức là tin ở nơi giáo pháp, cho nên cái hoài nghi đó nó cũng là cái trở ngại. Ví dụ bây giờ mình không xác tín những cái điều mà chính Đức Phật dạy thì mình hành á, mình cũng không mạnh dạn, mình lưỡng lự, rồi có một cái chuyện gì cản trở một chút, trở ngại một chút á, thì tự động là mình thối thất tinh thần liền. Đó cũng là một cái nguyên nhân do cái sự hoài nghi. Cho nên năm cái pháp triền cái này nó chi phối ở trong cái đời sống của một cái người bình thường rất là nhiều, một người bình thường rất là nhiều. Và do vậy đó thì với một cái vị tỳ kheo tu tập đó thì cần phải có cái sự suy tư coi rằng là năm cái pháp triền cái này mình thật sự là đã đoạn diệt hay chưa, đã tận diệt hay chưa. Và nếu mà chưa thì vị tỳ kheo hãy suy xét rằng, hãy suy tư rằng mình hãy nên tập cái tâm của mình hoan hỷ ngày đêm để thực hành ở trong cái thiện pháp. Thí dụ giờ pháp hành, một người bị hôn trầm thì có thể là nhờ họ đi kinh hành để họ tránh đi cái hôn trầm, hoặc là một người hôn trầm thì họ phải tránh cái bóng tối, hoặc là suy tư đến những cái ân đức của Phật, ân đức của pháp để tránh cái sự hôn trầm. Đó là như vậy. Một người sân hận, một người sân hận thì cần phải có sanh cái tâm từ, để rồi mình đối chiếu lại, mình đối trị lại với lại chính cái tâm sân hận của mình tu tập tâm từ. Một người mà bị hoài nghi á, thì mình nên có một cái suy nghĩ rằng suy xét cho chính đáng về cái ân đức của Phật, ân đức của Phật, rồi ân đức của Tăng, rồi cái luân hồi, nghiệp báo, rồi cả ngay cả cái pháp mình thực hành nó có cái khả năng hiệu dụng để mà mình có thực hành có những cái kết quả ở trong đời sống hiện tại này. Thì như vậy đó là để mà loại trừ cái hoài nghi của chính người đó. Rồi cái người mà có một cái tâm trạo cử, tức là cái trạng thái chập chờn, rồi là kiểu như là người mà có một cái tâm là khởi lên, có lúc thì buồn, có lúc thì nhớ đến những chuyện này chuyện kia, sinh ra một cái tâm hối hận hoặc là hối tiếc điều gì đó, thì mình cần phải xác tín rõ được những cái điều đó để rồi mình tránh cái tâm trạo cử đó. Thì khi mà mình xét thấy rằng chính cái việc mà mình hoan hỷ thực hành những cái thiện pháp ngày đêm, chúng ta biết rằng cái người tu á, trong kinh có ví dụ giống như là cái người đó làm một cách đều đặn và thường xuyên, không phải là làm cho vội vàng rồi đó rồi tinh tấn lắm đó, rồi một thời gian rồi bỏ đi,
thì nó cũng như không, rồi phải làm lại từ đầu. Trong khi một người không cần phải vội vã, không cần phải nóng ruột, nôn nóng, mà chúng ta vẫn có cái sự tinh tấn trong đó, thì chúng ta làm giống như là nói trong cái cách tu tập á, thì cái niềm tin mình có, cái sự tinh tấn của mình có, cái nội tâm mình có định, nội tâm mình có chánh niệm, rồi nội tâm mình có cái tuệ, tức là cái sự hiểu biết á, thì cái sự phát triển tu tập ở trong đời sống tu tập của mình nó tiến triển, nó có tiến triển từ 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 từ, rồi chúng ta tiến triển. Còn nếu như một người mà vội vã quá đó, cái sự tinh tấn của mình quá đó, mà mình không có những cái pháp khác hỗ trợ, như là cái sự tính quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, mà chúng ta không có một cách đều đặn, không có đầy đủ đó, cái nào nó trội hơn đó, thì rõ ràng nó cũng, nó nhiều cái đó là chúng ta thấy nó cũng khó có cái kết quả tốt đẹp. Vì vậy khi kia xét thấy rằng trong cái gọi là năm triền cái đó, thì mình vì một vị tỳ kheo xét thấy rằng mình còn có những cái năm pháp triền cái này, thì nên tập cái tâm hân hoan quan hỷ để ngày đêm tu tập trong thiện pháp, loại trừ năm cái pháp triền cái này. Và kế tiếp nữa đó là Đức Phật ngày dạy rằng một vị tỳ kheo đó thì cần phải suy xét rằng là ta đó là có liễu tri được năm cái thủ quẩn hay không. Chúng ta biết rằng thủ quẩn ở đây đó là mình nói đến năm quẩn, mà năm quẩn mà nó chứa cái sự chấp thủ. Năm quẩn ở đây đó tức là nếu mà mình nói rằng thân của chúng ta đó thì gọi cho đầy đủ là thân ngũ quẩn. Thường thì người ta nói là thân tứ đại thì chỉ nói sắc quẩn thôi, nhưng mà cũng chưa đủ. Sắc quẩn thì chỉ có xin lỗi, tứ đại thì chỉ cũng chưa đủ, là vì có đất nước lửa gió thôi, nhưng mà còn ra đó còn những cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái thân này. Còn bốn cái thành phần danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì như vậy thì nói là năm thủ quẩn ở đây đó là liên quan đến năm quẩn này mà có cái sự chấp thủ. Thí dụ như là sắc quẩn là tôi, thọ quẩn là tôi, tưởng quẩn là tôi, thức quẩn là tôi, hành quẩn là tôi, hay là thọ quẩn, sắc quẩn là của tôi, thọ tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là của tôi, vân vân. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là tự ngã của tôi. Tự ngã tức là sao? Là ở chính cái thân này, ở trong chính cái thân này có cái tôi ở trong đó, và cái chấp cái tôi ở trong đó. Cái tôi thí dụ như tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư. Và đối với một người mà chấp ở trong năm quẩn này, cho rằng là tôi, của tôi, hoặc là tự ngã của tôi, cái đó nó liên quan đến, liên quan đến nó liên quan đến năm thủ quẩn. Khi mà ái nó sanh khởi đó thì thủ nó sẽ có mặt, thủ nó sẽ mặt, mà ái được tăng trưởng mạnh, tức là mình ái đến với sắc thân này, sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này đó, thì thường thường là chúng ta chấp thủ vào cái mà gọi là tôi, tự ngã của tôi hoặc của tôi ở trong đó, liên quan đến năm quẩn này. Cho nên ở đâu mà có sự chấp thủ như vậy đó mà liên quan đến với năm quẩn này thì gọi là năm thủ quẩn. Và chính cái năm thủ quẩn này đó, đó là cái sự trói buộc, trói buộc làm cho khổ đời này, khổ đời sau. Mà ái tăng trưởng mạnh thì sẽ có sự chấp thủ liên quan đến dục thủ, rồi liên quan đến kiến thủ, rồi liên quan đến cái ngã chấp thủ, tức là nãy chúng tôi vừa nói đó là tôi, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này là tôi, của tôi, hoặc là tự ngã của tôi trong đó. Như vậy là chấp thủ năm quẩn, chấp thủ năm thủ quẩn ở trong đó. Trong kinh thì có một đoạn Đức Phật ngày dạy rằng sở dĩ mà chúng sanh là khổ đó là gì? Là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do chấp thủ năm quẩn cho nên khổ.
Cho nên cái chấp thủ năm uẩn này là nó tạo ra cái hệ lụy là khổ ở trong hiện tại này, kiếp hiện tại này, rồi khổ ở trong tương lai. Và chúng ta là một chuỗi dài của luân hồi từ vô thủy tới bây giờ, và cũng không biết tới chừng nào, đến khi nào mà đoạn tận phiền nào thì mới hết khổ thôi. Chứ còn bây giờ ra là do chấp thủ năm uẩn cho nên hiện tại là khổ rồi, rồi tương lai cũng sẽ khổ tiếp tiếp tục như vậy. Cho nên vị tỳ kheo suy xét rằng là chính năm thủ uẩn này mình có đoạn tận chưa? Nếu chưa đoạn tận á, thì vị tỳ kheo nên an trú, quan nghỉ, hân hoan, ngày đêm tinh tấn tu tập trong các cái thiện pháp để loại trừ những cái phiền não đó, tức là năm thủ uẩn. Rồi Đức Phật ngài mới dạy tiếp rằng một vị tỳ kheo á, xét thấy rằng hãy suy tư rằng mình có tu tập tứ niệm xứ hay chưa. Thì cái điều này đó, thì như chúng ta cũng biết đó là khi nói đến bốn niệm xứ đó là một cái đề tài tu tập thiền quán mà trong kinh Đại Kinh Niệm Xứ, ở trong kinh Trung Bộ có, hôm trước chúng ta đã có học rồi đó. Thì dù sao đi nữa thì một cái vị đó xét thấy rằng coi coi mình có tu tập tứ niệm xứ hay chưa. Bởi vì dù sao đi thì giữ cái tâm của một cái vị hành giả, tức là có cái sự đời sống chánh niệm và tỉnh giác, dựa trên bốn niệm xứ đó: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bởi vì một người có chánh niệm và tỉnh giác đó thì là một cái yếu tố quan trọng, then chốt để giúp cho cái vị hành giả đó thực hành thiền quán dựa trên bốn cái phạm trù là thân, thọ, tâm và pháp. Bởi vì muốn được ở đây gọi là liễu tri, tức là mình ở đây đó là một vị tỳ kheo hãy xét thấy rằng là xem suy xét rằng là mình có tu tập tứ niệm xứ hay không. Bởi vì muốn được giải thoát, đặc biệt là tâm mà loại trừ được phiền não, để mà thấy rõ được cái bản thể của các pháp liên quan đến các cái pháp hữu vi này, tức là năm uẩn này. Và với một cái người tu tập tứ niệm xứ đó thì cái điều quan trọng nhất đó là phải có chánh niệm và tỉnh giác. Như ngài Xá Lợi Phất đã dạy ở trong kinh Thập Tượng là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp có nhiều cái tác dụng, có nhiều tác dụng. Cho nên cái người tu tập, đặc biệt là trên phương diện của cái người tu tập pháp hành, cái người mà thực hành pháp hành mà thiền quán đó, thì cái chánh niệm và tỉnh giác rất là cần. Bởi vì nó là cái thiện pháp then chốt để giúp cho vị hành giả quán chiếu, đến một lúc nào đó thì vị hành giả mới có thể liễu ngộ được, thấy rõ được năm uẩn nó vốn là biến đổi, nó vốn là khổ và nó vốn là trống không, không có cái bản ngã, không có cái tự ngã ở trong đó, là như vậy. Như vậy thì với một cái người tu tập, Đức Phật ngài dạy ở đây đó là nếu mà mình chưa tu tập tứ niệm xứ thì mình nên cố gắng tập cái tâm quan hỷ, giống như trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng là tự đặt hỏi lại một vị theo mình có ưa một cái nơi thanh vắng hay không. Nếu mà mình đặt lại cái lòng xem coi có mình có ưa thanh vắng hay không, quan hỷ ở trong cái đời sống thanh vắng hay không, để mình trao dồi tập ở trong cái đời sống của mình, tu tập là như vậy. Rồi bây giờ Đức Phật ngài dạy tiếp đó là một vị tỳ kheo cần có cái suy tư là có tu tập bốn chánh cần hay không. Ở đây là nói đến 37 phẩm trợ giác ngộ, 37 phẩm trợ bồ đề, là xét thấy rằng là mình có cái sự tinh tấn hay không. Tứ chánh cần hay là bốn chánh cần, như chúng tôi đã nói khi nãy, tức là với một cái người có cái sự tinh tấn đó, thì mình xem coi coi là bất thiện pháp ở chưa có mặt ở trong tâm của mình đó, thì mình nên ngăn chặn này. Đó là sự tinh tấn đó. Trong mỗi khắc, trong mỗi giờ khắc ngắn nhất, và trong mỗi cái thời gian
mà mình cho là dài đôi ba tiếng hoặc là đôi ba ngày, đôi ba năm á, thì lúc nào cũng vậy. Hãy nhìn lại đến cái tâm của mình á, xem coi 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 là vì bất pháp bất thiện chưa, trong tâm nó có mặt ở trong tâm hay chưa. Nếu chưa thì cần phải ngăn chặn á, ngăn chặn. Có thể rằng nhiều cách ngăn chặn bằng cái cách tu tập của chính mình, tu tập của chính mình, rồi mình biết rằng bất thiện pháp có ở trong tâm á, thì cần phải loại bỏ. Như chúng tôi đã nói khi nãy là mình biết cái tên trộm vô nhà thì cần phải đuổi ra khỏi khỏi nhà, chứ để rồi sẽ lấy đồ của mình thì mình phải đuổi nó ra. Cũng như vậy với một cái người tu tập, thì biết bất thiện pháp ở trong lòng của mình, trong tâm của mình có mặt, thì mình nên loại bỏ cái bất thiện pháp đó, và trao dồi những cái thiện pháp mà đã có rồi đó, đã có rồi đó, thì nên giữ gìn. Giờ này, đức tin á, chúng ta có rồi á, nên giữ gìn cái đức tin đó. Sự tinh tấn của chúng ta có thì cứ làm điều đặn và tinh tấn như vậy. Rồi đời sống chánh niệm, chánh định của mình có hay không? Đời sống với cái trí tuệ, tức là sự suy xét của mình có hay không? Nếu mà có thì nên gìn giữ những cái điều đó, và làm cho những cái thiện pháp đó phát triển, gìn giữ những thiện pháp đó. Đó là cái người mà tu tập về bốn cái chánh cần, tức là sự thận cần, rồi trừ cần, rồi bảo cần, tu cần và bảo cần, tức là mình trao dồi những cái thiện pháp có, rồi mình gìn giữ những cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình được bền vững, được lớn mạnh, được lâu dài như vậy. Đó là cái sự tu tập trong bốn chánh cần. Rồi ở đây nói là một vị tỳ kheo đó cần suy xét về đó là mình coi có tu tập về bốn như ý túc hay không. Thì khi nói là bốn như ý túc thì chúng ta cũng biết đó là có một cái đoạn kinh mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có gợi ý cho ngài A Nan về cái điều mà một người mà đắc tứ thần túc, đức tứ thần túc á, tức là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc đó, thì một người đó có thể duy trì một mạng sống á, mạng sống bằng một kiếp trái đất hoặc hơn. Thì cái đó, điều đó Đức Phật ngài duy trì. Ở đây muốn nói tức là một người tu tập về dục như ý túc, tức là mình phải có cái ý muốn của mình muốn được tu tập trao dồi những thiện pháp, rồi ít ra đó là mình muốn tu tập để được giác ngộ, đoạn trừ khổ đau, mình muốn như vậy. Cái ý muốn này là ý muốn thiện, mà trong tứ nhĩ túc gọi đó là dục nhĩ túc. Thì ở đây chúng ta đang nói đến cái pháp hiệp thế, tức là dục nhĩ túc trên phương diện hiệp thế, trên phương diện thế, tức là mình phải có ý muốn thiện, muốn được trao dồi cái tâm, muốn cái tâm được an tịnh, và muốn cái tâm được, mình muốn tu tập để được giác ngộ giải thoát. Rồi là mình cần phải có được cái sự tinh tấn trong mọi trường hợp, trong mọi lúc chúng ta phải có cái sự tinh tấn, phải có sự siêng năng tinh tấn. Người ngoài đời thì người ta nhờ siêng năng mà người ta thu hoạch những tài sản, còn cái người tu tập nhờ có sự siêng năng mà mình thu hoạch được cái, mà ở đây mình tạm gọi đó là thu hoạch cái gọi là thất thánh sản, mình thu hoạch những cái thất sản. Thì cái sự tinh tấn này đó rất là quan trọng. Nếu mà mình không có sự tinh tấn, nói với người tu vậy, không phải là phải đi làm lụng như người ta ở bên ngoài, nhưng mà người tu là cần phải làm những cái công việc của một vị tỳ kheo. Rồi mình cần phải trao tâm, mình làm việc rất là mình trao dồi cái tâm của mình. Giống như là có một lần nọ mà Đức Phật ngày đi khất thực mà đến cái ông Bà La Môn Phacchadora vậy đó. Thì Đức Phật đi khất thực thì ông ta đang làm ruộng, mà đang chỉ huy những cái người ta làm ruộng. Thì ông ta mới nói là ông Sa Môn Gotama, tại sao ông không có đi làm lụng, mà ông không làm như tôi để mà ông có những cái tài sản mang ông đi khất thực như vậy. Thì Phật nói là ngài cũng đang làm ruộng á, trong đó có niềm tin nè, ngài cũng ví dụ có cái niềm tin nè, rồi có cái sự tinh tấn nè,
có cái chánh niệm nè, có chánh định nè. Ngài ví dụ giống như là con bò, rồi ví dụ giống như cây roi, rồi ngài ví dụ giống như là cái con bò kéo, rồi cây roi, rồi sự tinh tấn, niềm tin đó, là ngài ví dụ. Đó là cái cách làm ruộng của ngài. Và chư đệ tử của Đức Phật cũng vậy, sự tinh tấn bằng cái sự nỗ lực trau dồi tâm của mình, đó là cái sự tinh tấn. Và cái cách làm ruộng của Đức Phật là như vậy. Thì sau khi Đức Phật ngài giải thích như vậy rồi, ông cúng dường Đức Phật, Đức Phật ngài không nhận. Ngài nói rằng ta nói không phải là để ngươi cúng dường cho ta, mà Đức Phật ngài muốn nói rằng cái cách làm ruộng của bậc thánh và Đức Phật ngài làm ruộng là như vậy. Thì như vậy thì ở đây nói đến cái sự tinh tấn của một cái người tu tập, tức là cần như ý túc là điều mà cần thiết. Rồi cái thứ hai là thành thực hành pháp hành, nhà thực hành pháp hành để làm sao đắc được các cái thiền chứng, tức là tâm như ý túc đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đắc được các cái tầng thiền đó và đạt được cái đạo quả giải thoát, tức là tuệ thẩm như ý túc bằng với cái trí tuệ đời sống chánh niệm của chính mình, và tuệ đạo quả sanh khởi lên để chứng đạt được quả vị thánh nhân. Đó là thành tựu ở trong cái đời sống tu tập, gọi là thực hành, gọi là tứ nhị ý túc. Và kế tiếp Đức Phật ngài nói rằng một vị tỳ kheo đó có xét thấy rằng mình là có tu tập về, có tinh tấn nỗ lực ở trong cái việc mà thực hành làm cho ngũ quyền hay là ngũ căn của mình được tăng trưởng hay không, tức là niềm tin được tăng trưởng hay không, sự tinh tấn nỗ lực của mình được tăng trưởng hay không, rồi là chánh niệm mình có hay không, chánh định mình có hay không, và trí tuệ của mình có hay không, tức là năm quyền hay là năm căn Ipriya. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là năm quyền được tu tập, dù là trong đời sống thế mình đang nói ở trong cái pháp hiện thế cũng vậy, nhờ năm quyền này mà vị ấy tinh tấn, vị ấy thành tựu được những cái thiện pháp. Nhưng mà nhờ trên phương diện siêu tế, nhờ năm quyền này mà vị ấy được giác ngộ, được đạo quả thánh nhân, giác ngộ chứng đắc được đạo quả thánh nhân. Rồi Đức Phật ngài dạy tiếp rằng một vị tỳ kheo đó có thực hành và có làm cho các cái thiện pháp tăng trưởng về năng lực hay không. Năng lực tức là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của sự tinh tấn, sức mạnh của chánh niệm, sức mạnh của chánh định và sức mạnh của trí tuệ. Những cái sức mạnh này là nói đến cái đời sống nội tâm của một vị hành giả, xét thấy rằng mình có hay không. Và kế tiếp nữa là Đức Phật ngài mới nói rằng là có tu tập bảy giác chi hay không, tức là ở đây nói đến bảy pháp, tức là tịnh giác chi, định giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, vân vân. Thì bảy cái pháp này tức là nói đến cái tiến trình tu tập của một vị hành giả ở trong nội tâm. Vậy lần lượt mình sẽ đạt được những điều đó. Khi mà vị hành giả, một vị tỳ kheo xét thấy rằng những điều gì, những thiện pháp gì mà gọi là chúng ta chưa tu tập thì nên tu tập. Và hãy tinh tấn, nỗ lực, quan hỷ, tinh tấn ở trong cái thực hành những cái thiện pháp đó. Và cuối cùng thì Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo đó, ở đây đó, thì vị tỳ kheo xét thấy rằng mình có tu tập về bát chánh đạo hay không. Thì như quý vị biết rằng cái con đường bát chánh đạo hay là gọi là chánh đạo tám ngành: kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì nó có thể nói rằng trên phương diện hiện thế hay là trên phương diện siêu thế, hay là trên phương diện mình có thể nói rằng trên phương diện tu tập hay là trên phương diện tu chứng, tức là tu tập là có thể là bát chi đạo học ở trong tâm đại thiện, nói nếu nói trong di diệu pháp mà mình chúng ta đang thực hành. Còn nếu mà nói là bát chi đạo, sở hữu bát chi đạo mà học ở trong tâm siêu thế, đặc biệt là tâm đạo để đoạn trừ phiền não, chứng được đạo quả thánh nhân, đó là trên phương diện siêu thế, bát chánh đạo là như vậy. Rồi kế tiếp nữa Đức Phật ngài hỏi rằng, nói rằng ngài dạy, ngài nói với lại ngài Xá Lợi Phất rằng rằng là coi một vị tỳ kheo tu tập như vậy, coi mình suy xét mình
có tu tập chỉ hòa quán hay không. Ở đây đó là xem coi mình có trau dồi cái tâm bằng phương pháp thiền định samatha, tức là thiền định hay là thiền chỉ. Cái thứ hai là vipassana chana, tức là thiền quán. Thì ở đây đó là trên phương diện mà tu tập đó, là coi xem là mình có tu tập những cái pháp, những cái thiền đó hay chưa. Và giống như trong kinh nói rằng một vị mà gọi là đạt được cái gọi là hai cái sự giải thoát hay là câu phần giải thoát, đó là tâm giải thoát là nhờ tu tập thiền định hay là thiền chỉ, chứng đắc được các cái tầng thiền và có cái thần thông thắng trí. Cái thứ hai là cái tâm giải thoát, tức là chứng đắc được đạo quả bằng với cái tuệ quán để tận diệt hoàn toàn những cái phiền não, mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán bằng với cái trí tuệ của mình, đó là tuệ giải thoát. Thì một người tu tập thiền chỉ đã có tu tập chưa? Người tu tập thiền quán đã có tu tập chưa? Nếu mà chưa đó thì hãy tập cho cái tâm của mình hoan hỷ, hân hoan, và ngày đi mình tu tập những cái thiền pháp đó, tu tập những thiền pháp đó. Và kế tiếp nữa là Đức Phật ngày dạy rằng một vị tỳ kheo đó suy xét rằng chúng ta đã đạt được, có tu tập về đạt được cái gọi là minh và giải thoát hay không. Minh và giải thoát thì chúng ta nói là minh và giải thoát là pháp mà cần có thể là đạt được tu chứng, đạt được cần phải chứng đắc. Minh và giải thoát là pháp mà có thể là để mà làm cho chứng đắc. Thì minh ở đây đó là chỉ cho một cái vị, nếu như một vị mà như chúng ta thấy rằng một vị mà có tu tập cả thiền chỉ lẫn thiền quán, vị đó đó mà chứng đắc được quả vị A La Hán thì vị đó đạt được cái gọi là minh hay là tam minh, ta gọi là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Thì cái túc mạng minh tức là biết được cái đời sống quá khứ của mình và những chúng sanh khác. Cái thứ hai nữa đó là sanh tử minh là biết được cái nguyên nhân nghiệp gì, hạnh nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở cảnh giới đó, và tu tập như thế nào để rồi là được giải thoát ở mức độ nào, rồi những cái chướng ngại pháp nào mà chúng sanh bị luân hồi khổ đau. Đức Phật ngài đã biết rõ những điều đó. Hay là những vị mà chứng tam minh biết được những cái gọi là sanh tử minh đó. Cái cuối cùng là lậu tận minh, tức là nhờ đoạn tận được các cái lậu hoặc phiền não, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh đậu, tức là tận diệt được những cái pháp mà ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong luân hồi sanh tử này, mà vị ấy loại trừ bốn cái lậu hoặc đó và hoàn toàn giải thoát, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì vị đó gọi là chứng cái lậu tận minh. Thì nói là chứng minh á, minh ở đây là chỉ cho tam minh, và giải thoát ở đây là đạt được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó, mà vị đó hoàn toàn vượt ra những cái pháp ràng buộc của nội tâm, những cái pháp mà cấu quế của phiền não ở nội tâm, tức là truyền cái phiền não được loại trừ thì tâm được giải thoát và tuệ được giải thoát ra sự ràng buộc đó. Và cuối cùng là vị tỷ kheo đó, Đức Phật dạy là một vị tỷ kheo nên trên đoạn đường đi khất thực của mình, đoạn đường đi và về đó là xem coi mình nên suy tư rằng đó là những vị sa môn nào hay bà la môn nào đó, sa môn bà la môn nào đó, với thời gian trong tương lai đi khất thực đó, thì vị ấy hãy phản tỉnh lại coi là trong đời sống hàng ngày của mình hiện tại làm sao là mình có tu tập những thiện pháp hay không, và những thiện pháp nào mình đạt được hay là chưa đạt được. Nếu mà chưa đạt được hãy hân hoan hoan hỷ thực hành thiện pháp đó để loại trừ. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật dạy dù là trên phương diện nào hay là thời điểm nào đi nữa, thì với một cái người, một vị xuất gia, đối với một cái vị xuất gia
thì đời sống, mạng sống của một vị xuất gia là nương tựa những nơi ở nơi những người đàn tín. Và nếu có đi khất thực thì dù là đi hay là về cũng nên suy xét những điều đó, hay là những cái lúc mà chúng ta an trú ở một cái nơi nào đó thanh vắng để chúng ta trau dồi cái nội tâm, thì xét thấy rằng những cái pháp mà chúng ta thực hành Đức Phật ngày dạy ở đây coi mình có hay chưa. Nếu chưa có thì làm sao tập cái tâm quan hỷ, nỗ lực tinh tấn nhiệt tâm để thực hành có được sự an lạc đó. Thì chúng tôi ở đây Đức Phật ngày dạy rằng là khi mà Đức Phật ngày dạy như vậy thì ngài Xá Lợi Phất quan hỷ tính thọ lời dạy. Ở đây đó thì như là tòa Tể Siêu đã nói khi nãy, thì ngài Xá Lợi Phất được xem như là một vị tướng quân chánh pháp, một vị nhất về trí tuệ có thể thay Thế Tôn để thuyết giảng giáo pháp này. Và thông qua ngài Xá Lợi Phất thì Đức Phật dạy cái này để cho những pháp này, để cho những vị tỳ kheo hậu học sau này, những vị đệ tử của ngài để thực hành ở trong cái lời dạy của ngài qua cái đời sống hàng ngày. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Bấy nhiêu lời, mặc dù là cũng cố gắng để trình bày nhưng mà cũng chắc lẽ là cũng chưa hết ý với bao nhiêu thời gian. Còn thời gian còn lại thì một tí nữa đây Chư Tôn Đức sẽ bàn luận, thảo luận để chúng ta được thêm cái sự lời lạc rộng sâu thêm. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Tư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy gia. Sao thuộc cái kinh là thì tôi có tình. Thú vị bài kinh ngày hôm nay đó. Mới nghe thì chủ đề khất thực thanh tịnh thì có lẽ cho chúng ta một cảm giác khác. Nhưng mà nếu quý Phật tử để ý nội dung của bài kinh này đó, thì Đức Phật đặc biệt để giải về tánh không. Một bài kinh nói về tánh không, rất là nhiều khía cạnh tánh không. Và tánh không là một đề tài mà thường được tán rộng, thường được nói nhiều ở trong văn hóa Phật giáo Đại Thừa, và đặc biệt là Đại Thừa của Việt Nam. Nhưng mà lại là một đề tài mà gây ra rất là nhiều ngộ nhận. Bây giờ thì hôm nay thay vì chúng ta có thảo luận thì chúng ta đi vào trắc nghiệm. Tất cả trắc nghiệm và công tác nghiệm đầu tiên thì điểm xin thỉnh Thượng Tọa Thừa Siêu cho đáp án. Không biết Thượng Tọa Thừa Siêu có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thừa Siêu nghe được xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ cho đáp án của trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thừa Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Dường như Thượng Tọa Thừa Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng ấy, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được quý thỉnh, dạ vâng. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 và thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng cho đáp án. Điều nào sau đây là khái niệm đi chung? Thoạt nghe như mâu thuẫn lại được đề cập đến trong bài kinh hôm nay. Tức là hai cái khái niệm nghe có vẻ như là nó phản biện với nhau, đối nghịch lẫn nhau, nhưng mà lại đi chung. A là một tỳ kheo đi khất thực, là đời sống với nhu yếu. B là tánh không, là sự vượt thoát, vô cầu, vô sở chấp. Nghe nói ra tánh không thì nó là một cái, thường thường nghe nó cái gì mà vượt lên trên tất cả, không còn gì để bận lòng, không còn gì phải phải làm. Nhưng mà nói đến đời sống khất thực thì đó là cái nhu yếu của đời sống. Và một vị tỳ kheo, ngay cả một vị hoàn toàn giải thoát cũng phải đi khất thực. B là nói về pháp tu tập và tánh không. Hai điều này thì thường thường á, có nhiều người họ nghĩ rằng mình đã chứng đạt đến chỗ tánh không rồi thì không cần phải nói cái chuyện tu tập giới định tuệ hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp thì tứ như ý túc, tứ thanh, tánh trần, tứ niệm xứ vân vân. Nhưng mà trong bài kinh này thì có nhắc đến tánh không không, và có nhắc đến pháp tu tập không? C là chứng A La Hán, là không còn kiết sử, và một vị A La Hán rồi. Chứng A La Hán là một chuyện, mà an trú với tánh không là một chuyện khác. Không có nghĩa là chứng
vị đần chứng A-la-hán cũng có thể thể nhập với tánh không hết. Và cái vị thể nhập tánh không phải là vị khác. Ví dụ như ở đầu cuối bài kinh, ở trong sứ giải thì nói rằng một vị đã thành tựu minh và giải thoát rồi, thì vị đó rồi tiếp tục phải chứng đạt thiền, những thiền chứng để có thể nhập diệt khỏi tưởng định. Và không pháp giả A-la-hán nào nhập diệt khỏi tưởng định. Đây là cả ba của trên đều có. Mời quý vị tự trả lời và kính trình thượng tọa pháp đăng hoàn hiện cho đáp án. Chúng tôi nhắc quý vị là bài học ngày hôm nay hơi khó đó, do đó chúng ta chịu khó suy nghĩ. Mời quý vị tự trả lời và kính trình thượng tọa pháp đăng. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong câu trắc nghiệm số 1 đó, điều nào sau đây là những khái niệm đi chung thoạt đầu nghe như mâu thuẫn nhưng lại đề cập trong bài kinh hôm nay? A. Một tỳ kheo đi khất thực, đời sống nhu yếu và tánh không, vượt thoát, vô cầu, vô sở chấp. Thật sự thì chúng ta biết rằng cái câu A là nói về một cái tỳ kheo đi khất thực, thì thật sự là chúng ta biết rằng đối với một cái vị dù là vị A-la-hán chánh đẳng giác hay là độc giác hay là tinh văn giác đó, thì các ngài cũng vẫn còn cái thân ngũ uẩn, và cái thân ngũ uẩn còn đó thì các ngài cũng đi khất thực nuôi mạng. Nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng cái sự nuôi mạng đó nó đúng theo cái pháp của bậc thánh, đó là chánh mạng, nuôi mạng đúng cách. Thì chúng ta biết rằng cái ngũ uẩn còn chứ chưa cái phiền não thì hết, nhưng mà cái ngũ uẩn còn, nên chúng ta hiểu rằng cái vị tỳ khu đó thì vẫn đi khất thực với cái đời sống nhu yếu cần thiết đó. Và cái tánh không đó, với sự vượt thoát rồi vô cầu vô sở chấp, thì chúng ta biết rằng đối với các cái bậc thánh đó, ngài đi khất thực như vậy đó, thì đối với tất cả mọi người họ gieo cái duyên, họ gieo cái duyên bố thí cúng vườn, cúng dường, đó là một cái thiện nghiệp công đức của họ và cái sự an lạc cho họ trong cái đời sau, và đó là những cái điều kiện để cho họ tiếp tục tu tập. Nên cái sự đi bát hay là cái sự mà với không tánh đó, thì nó cũng không có cái gì mà gọi là chống trái với nhau. Nó cũng chỉ là thuần tí trong cái đời sống của một vị tu sĩ, những cái gì cần thực hành thôi. Cái câu B là những cái pháp tu tập chiếc bè vượt sông và tánh không, sự buông xả với tất cả hiện tượng giới. Thì chúng ta cũng vẫn biết rằng đối với cái pháp mà được Đức Phật trường tòa pháp đăng khoa hiện cầm biết lại trong rung không còn nghe được nữa. Kính thỉnh trường tòa. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì bây giờ tới câu B, những cái pháp tu tập về chiếc bè vượt sông và tánh không, sự buông xả với tất cả hiện tượng giới.
Thì cái câu B này chúng ta nghe đó, chúng ta thấy rằng á, thì thật sự ra cái phương pháp tu tập á, mà được Đức Phật ngài nói như chiếc bè qua sông đó, thì chúng ta hiểu rằng cũng đúng là tất cả các pháp. Nhưng mà khi một vị A-la-hán A-la-hán á, mà muốn đạt được cái vị mà gọi là chúng ta gọi là A-la-hán cái tuệ phân tích á, là hơn là A-la-hán thông ơn, hơn A-la-hán tâm, hơn A-la-hán nhất minh đó. À, thì đó đạt hết các pháp, chỉ hiểu được hết tất cả các pháp. Bởi chúng ta nói rằng Phật kỳ bè qua sông thật sự là đúng, tại vì đạo đế á, đưa cái người đó để thoát, thì cái điều được được Đức Phật kỳ ví dụ như chiếc bè qua sông. Nhưng mà cái sự buông xả của tất cả cả hiện tượng giới đó thì chúng ta cũng phải đạt ra rồi mới biết. Mà mình bởi vì cái dùng khi mà chúng ta hiểu rằng chúng ta còn gì để cho hết, chính cái sự chứng đắc được cái lậu tận minh là hết hết lậu hoặc phiền não, là mình gọi chung được đạo tứ thánh đạo. Nó chỉ là cái nhất minh thôi, nó chỉ là cái lậu tận minh thôi. Nhưng mà nếu mà còn vị đó muốn đạt được cái lục thông hay là tuệ phân tích đó, thì vị phải trau dồi tiếp tục nữa quý vị. Nên cái nhiều khi nói cái tánh không á, là muốn nói đến cái sự tu tập những cái pháp mà cần phải tu tập nữa, hay là những cái pháp cần phải ăn trú nữa. Nên thường thường quý vị biết rằng cái thân ngũ quẩn của chúng ta còn đó, thì nó còn những cái hệ lụy. Chỉ khi nào vị đó nhập vào thiền quả hay là nhập vào diệt thọ tưởng định đó, đó là cái an lạc mà tối thượng nhất trong cái đời sống mà tu tập đó, đạt được cái sự an tịnh. Bởi đó nó ở đó đó, thì chúng ta biết rằng đó, một cái hiện tượng niết bàn là không còn thân tâm đó, hay là chúng ta gọi là cái diệt thọ tưởng định, là một cái thiền cao mà thường có thời gian để an trú vào đó đó. Thì Đức Phật và các cái bậc thánh cao đó, các ngài cũng thường an trú vào cái điều đó. Nên thường thường cái sự buông xả các cái hiện tượng đó, đó là một cái điều mà buông xả, mình gọi là buông xả. Buông xả ít thì mình an lạc, ít buông thả, buông xả tất cả, mình an lạc tất cả. Thì luôn cả cái thân ngũ quẩn này, nếu vị đó lúc bấy giờ nhập diệt thọ tưởng định đó, thì chỉ còn cái sắc quẩn đấy chỉ duy trì với cái hơi ấm tuổi thọ, với cái điều kiện nó nghiệp nó còn duy trì cái thân này thôi, chứ còn vị đó đó là cái gọi là mình cái tâm mà bắt cảnh sắc như là nhãn thức hay nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vị đó đình trụ tất cả, luôn cả cái hơi thở ra vô vị đó cũng đình trụ luôn. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt khi một người mà đạt được cái trạng thái siêu việt đó. Còn cái câu C là chứng đắc được A La Hán không còn kiết sử là một chuyện, nhưng mà an trú với tánh không là chuyện khác. Thật sự là như vậy quý vị. Chúng tôi đã nói quý vị đó, mình chứng đắc A-la-hán chỉ có cái nhất minh thôi. Nhất minh là cái lậu tận minh thôi. A-la-hán chỉ diệt hết lậu hoặc thôi. Nhưng mà còn một cái chuyện an trú tánh không đó, là chúng ta phải, nếu mà người đó là bị A-la-hán mà A-la-hán mà nhất minh đó, ví dụ như có cái lậu tận minh thôi á, vị này có thể tu thiền chứng sơ nhị tam tứ thiền sắc nữa, hoặc là chứng bốn thiền vô sắc nữa cũng vẫn được, chứ không phải là không được. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng cái ngũ thiền, cái người mà chứng được sơ nhị tam tứ qua ngũ thiền đó, vì nó sẽ có cái thần thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần thông. Riêng về cái đạo quả A-la-hán là cái lậu tận thông rồi quý vị, nó đúng là như vậy. Cái A-la-hán là cái lậu tận thông thôi. Nhưng mà còn lại năm cái loại thần thông kia đó phải tu thiền chỉ, để tu thiền chỉ, thiền sắc giới đó để đạt được. Còn nếu muốn nhập chứng bạch trú và những cái thiền cao hơn, như là thiền diệt thọ tưởng định hay là thiền quả đó, thì vị đó phải có cái thiền nền, có thiền nền phi phi tưởng xứ, thì người vị đó mới an trú được cái diệt thọ tưởng định quý vị. Nên đó, cái câu A, câu B và câu C đó, thì cả ba câu này à,
cả ba câu này đó cũng đúng với cái ý số 1 là những cái khái niệm đi chung thoạt nghe như mâu thuẫn nhưng lại được đề cập trong kinh hôm nay. Cả ba cái điều này đều có ở trong cái bài kinh hôm nay đó quý vị. Nên chúng ta có cái đáp án là D, cả ba cái điều đó đều có hết. Biết rằng có đúng cái ý của Thượng Tọa Đẳng không? Nếu mà có gì khác thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm cái ý của Thượng Tọa và cho đáp án lại. Con xin gửi lại cái mic cho Thượng Tọa. Sa thúc cái kinh Thượng Tọa Pháp Đặc. Mà Thượng Tọa Thượng Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước quái không? Nếu Thượng Tọa Thượng Siêu nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa có thể trả lời cho đáp án của các điểm số 2. Có lẽ Thượng Tọa Thượng Siêu không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Đại Đức Pháp Tính, Đại Thượng Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Tính quan hệ cho đáp án của trách nhiệm số 2. Dạ, giờ mời quý Phật tử trả lời cho câu trách nhiệm số 2 và thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho đáp án. Câu nào sau đây mang ý nghĩa của tánh không theo Tam Tạng Pali? A. Thế năm quẩn 12 xứ 18 giới đều là những hiện tượng không có chân ngã. Những hiện tượng không chân ngã tức là những hiện tượng có sanh có diệt theo cái bản chất riêng và nó vô thường vô ngã, nghĩa là không có ai làm chủ đó hết, như vậy gọi là không. Tánh không có nghĩa là thấy được tất cả đều là chỉ có hiện tượng, không có cái tôi, cái ta ở trong đó. B là thiện pháp cần được tu tập và cần được bỏ lại để tiếp tục đi tới chứ không phải để chấp giữ. Giống như chiếc thuyền để qua sông chứ không phải để chấp giữ. Như là một vị chứng sơ thiền, nhưng mà phải muốn chứng nhị thiền phải bỏ lại sơ thiền, muốn chứng tam thiền bỏ lại nhị thiền, chứ không phải là mình chứng cái gì rồi mình giữ cái đó. Đó là cũng là một cái khía cạnh của tánh không. C là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định tức là đạt đến cái cao điểm của tâm giải thoát và tệ giải thoát. Và ở tâm giải thoát và tệ giải thoát, vị này không còn có cái thọ, không còn có tưởng mình một cách khác, đạt đến mức độ là không có tâm. Đây là cả ba câu trên. Đều mời phương quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Tà Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng. Và con kính lãnh lễ đến Sư Phụ Tề Sư, kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 2. Ở trong câu trắc nghiệm số 2 đó, hỏi câu nào sau đây mang ý nghĩa của tánh không theo Tam Tạng Pali. Nãy giờ chúng ta đã được nghe thuyết giảng về cái tánh không rồi, có nghĩa là nó không có cái sự cái gì để mà chúng ta chấp thủ vào trong đó, là nó cũng thực theo vô thường khổ vô ngã. Vậy thì câu A, thấy năm quẩn 12 xứ 18 giới đều là hiện tượng không có chân ngã, nó không có thật mà nó không có cái ngã trong đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái thân của chúng ta, khi mà chúng ta kêu gọi bằng tên, bằng người này người kia vân vân, nhưng mà thực chất ra đó là coi như là ở trong cái thân và tâm này, nó được nhìn theo một cái nhìn của trí tuệ, là đối với cái thân này chỉ là cái ngũ quẩn thôi, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, những gì mà chúng ta thấy được, chúng ta cảm nhận được sắc quẩn, những gì mà chúng ta có cái hàng ngày trong từng mỗi giây phút, thì đó chỉ được gọi là cái cảm thọ hay là thọ quẩn thôi. Gì mà chúng ta biết được, chúng ta nhớ được, chúng ta biết được, đó là do tưởng quẩn. Những gì mà chúng ta có cái sự tạo tác,
Có nghĩa là chúng ta có những cái hành động này, hành động kia, thì cái đó là hành quẩn. Rồi những gì mà chúng ta nhận thức được thì cái đó là thức quẩn. Thì đối với cái pháp ngũ quẩn này đó, thật sự ra đó, do cái duyên đó, nó cấu thành, nó cấu tạo thành thôi. Chứ nếu mà chúng ta phân tích ra đó, thì nó cũng rỗng không, nó không có một cái cốt lõi, nó không có một cái gì mà bền chắc ở trong đó hết. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng nó mang cái tánh thông là như vậy. Hoặc là ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày đó, chúng ta nghĩ rằng là mình suy nghĩ, mình nghe, mình thấy đồ này kia, nhưng mà thực chất ra đó, khi mà chúng ta phân tích ra đó, theo 12 xứ đó, thì ở trong đó chỉ có mắt thấy cảnh sắc, nội mắt là nội xứ, cảnh sắc là ngoại xứ thôi. Cái sự thấy, sự nghe, rồi ngửi, nếm, đụng, vân vân, thì chỉ khi mà chúng ta phân tích ra đó, thì nó chỉ là một, mà khi mà chúng ta phân tích 12 xứ này đó, thì coi như là nó không có một cái gì mà bền vững chắc chắn ở trong đó hết. Đó, thành ra đó, nó cũng mang cái ý nghĩa là cái tánh không. Còn đối với 18 giới là được chia sẻ ra mỏng nữa, trong đó có nhãn giới, rồi sắc giới, rồi nhãn thức giới. Khi mà đối với con mắt, rồi cái sự thấy của mình, rồi cái cảnh sắc, thì mình ở trong đời sống hàng ngày mình cho rằng là mình thấy, mình nghe đồ này kia, nhưng mà khi mà chia sẻ mỏng ra thì không có cái gì là mình ở trong đó, không có cái gì là cái tôi ở trong đó, hoặc là không có cái gì là cái mình ở trong đó hết. Thành ra đó, ở trong cái sự mà khi mà chúng ta phân tích ra được điều này thì chúng ta mới thấy rằng là có cái tánh không ở trong cái những cái quẩn xứ và giới này. Đó, rồi cái câu B đó là cái thiện pháp đó, cần được tu tập và cần được bỏ lại chứ để tiếp tục mình đi. Thì như hồi nãy chúng ta vừa nghe giải thích, đối với cái đời sống tu tập, khi mà chúng ta tạo được cái phước này, hoặc là chúng ta ngay cả những cái tầng thiền mà chúng ta chứng đắc cũng vậy, rồi chúng ta muốn lên cái tầng thiền cao hơn nữa, thì chúng ta cũng phải từ giả, có nghĩa là chúng cũng phải bỏ những cái tầng thiền thấp hơn, hoặc là những cái thiện pháp mà chúng ta tạo được để nhằm cái mục đích là hướng đến cái sự giải thoát, chứ không phải là để cái sự mà chấp thủ ở trong những cái thiện pháp đó. Rồi cái đáp án C là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định thì lúc đó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái tâm của một cái vị mà nhập vào cái thiền mà thuộc diệt thọ tưởng định, là coi như là lúc đó không còn những cái cảm thọ, hoặc là không có còn một cái gì mà nó lưu lại ở trong đó mà theo như hàng ngày mà chúng ta có cái sự chấp thủ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ba cái đáp án này, đáp án A cũng giải thích cho cái tánh không theo cái tam tạng Pali. Rồi cái đáp án B cũng giải thích về cái tánh không khi mà mình tu tập theo cái tam tạng Pali. Rồi đáp án C cũng vậy, diệt thọ tưởng định cũng giải thích về cái tánh không ở trong tâm tạng Pali. Do vậy mà chúng ta chọn cái câu D. Cái câu D là có nghĩa là cả ba câu trên đều đúng. Vậy thì chúng tôi thấy rằng hầu như là tất cả các vị Trần Đạo cũng chọn D, Hoa Nguyệt cũng chọn D, Diệu Giác cũng chọn D, Quỷ Mục cũng chọn D, Ông Lan cũng chọn D, và đa phần quý vị đều là chọn câu D hết. Vậy thì chúng tôi cũng chúc mừng quý vị đã chọn đúng cái đáp án D, và cái câu đáp án của chúng con là đáp án D. Và bây giờ con xin thỉnh trường tọa trở lại. Sao thưa quý trình đại đức Bố Thí, quý Phật tử có đọc được câu trắc nghiệm số 3 của chúng tôi không? Hết câu trắc nghiệm số 3 là câu D đó. Đã ba câu trên, quý vị đọc hết câu hay là còn thiếu, hay chỉ đọc được một đoạn thôi, có vị nào quan hệ cho chúng tôi biết không? Dạ rồi, dạ.
Giờ quý vị đọc được câu B, câu C, câu D không hẳn. Giờ quý vị đọc được câu D, câu B, C không? Dạ. Sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Minh Thông đang có mặt ở trước máy, Sư Minh Thông quan hỷ chờ đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 3. Điều này, điều nào sau đây nó có sự khác biệt giữa tánh không theo Tâu Tạng Pali và Kinh Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa? A là năm uẩn là vô thường, khổ não vô ngã. Giờ quý vị có thể chờ để chút xíu. Xin lỗi quý vị. A năm uẩn là không, nhưng tánh không không phải không hẳn là năm uẩn. Dạ, năm uẩn là không, nhưng tánh không không hẳn là năm uẩn. Dạ, câu A là như vậy. Tức là năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, là không. Nhưng mà nói đến tánh không thì không, không phải chỉ có năm uẩn. Dạ, nhưng mà trong Kinh Bát Nhã thì nói là sắc không có khác với không, mà không không khác với sắc. Thọ tưởng hành phúc diệt thực, diệt phục như thế, như thế. Tức là nói một cách khác là năm uẩn và tánh không là tương đồng. Nhưng mà trong Pali thì nói năm uẩn và tánh không không phải là tương đồng. Năm uẩn là không, nhưng mà nói đến tánh không thì không phải là năm uẩn. B. Giáo lý duyên khởi hiển thị tánh không, chứ không phải là phủ nhận, chứ không phải tánh không là phủ nhận giáo lý duyên khởi. Và giáo lý duyên khởi phủ nhận tánh không là bởi vì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Do vậy điều đó có nghĩa là không có một cái thực hữu trường tồn bất biến trường cửu, nhưng mà không có nghĩa là tánh không phủ nhận giáo lý duyên khởi. Và ở trong Tâu Tạng Pali thì không có nói là giáo lý duyên khởi phủ nhận tánh không. À, không, xin lỗi, không, không có thừa nhận là tánh không phủ nhận giáo lý duyên khởi. Nhưng mà trong Kinh Bát Nhã thì lại nói là vô minh diệt, vô minh tận, tức là không có vô minh mà cũng không có chấm dứt vô minh, và không có lão tử mà cũng không có sự chấm dứt lão tử. Chữ nãy chí là cho đến, tức là vô minh hành thức danh sách lục nhập vân vân là đều cũng không có hết. Tức là trong Tâu Tạng Pali thì nói rằng giáo lý duyên khởi là hiển thị tánh không, nhưng mà Tâu Tạng Pali không có đồng ý là giáo lý tánh không đó là phủ nhận giáo lý duyên khởi. C là giáo lý tứ đế cần được tu tập liễu tri chứng ngộ để an trú tánh không, chứ không phải là cái giáo lý tánh không phủ nhận tứ đế. Ý muốn nói là chính cái sự tu tập bát chánh đạo như là chúng ta thấy trong bài kinh này đưa hành giả đến sự chứng ngộ và an trú tánh không. Nhưng mà tánh không không nói rằng là tánh không ở trong ý nghĩa rốt ráo thì phủ nhận giáo lý duyên khởi, như trong Kinh Bát Nhã nói rằng vô khổ tập diệt đạo. Đây là cả ba câu trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Sư Minh Thông quan hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lĩnh Sư Phụ. Có đáp án cho câu trắc nghiệm số 3. Câu số 3 hỏi rằng điều nào sau đây nói lên sự khác biệt giữa tánh không theo Tam Tạng Pali và Kinh Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa? A. Năm uẩn không, nhưng tánh không không phải là năm uẩn. Cái điều này đó thì những người mà học triết học mà cái phần gọi là Critical Thinking thì mới hiểu rõ cái cho có câu này, chứ còn nếu mà không học thì không hiểu rõ. Thí dụ thế này nè, hễ hoa hồng là đỏ, nhưng mà không phải tất cả cái gì đỏ đều là hoa hồng. Bây giờ mình lý luận như vậy thì mình sẽ thấy là năm uẩn là không, là tại vì nó là nó vô thường, nó biến hoại. Thí dụ như là Nguyên Thông tuần lễ sau hoặc là sau khi giảng trả lời câu hỏi này rồi dễ tê tê, tức là Nguyên Thông là không. Nhưng mà không phải tất cả những cái không đều là miên thông, cho nên là cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Thì cái điều này khác với khái niệm tương đồng như câu sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không thức thì sắc, thọ tưởng hành phúc, hành thức diệt phục như thị. Kính thưa chư vị, những người mà không có nằm ở trong Đại Thừa thì không hiểu câu này.
Nhưng mà con thì nằm trong Đại Thừa lâu quá rồi, và thấy rằng hồi đó thì khen cái bài mà Hát Sutra, tức là kinh, kinh tâm kinh đó, Hát Sutra thì coi như là vô đẳng, coi như là cái thâm của ông Lâm Thọ Nagasuna để làm ra cái bài này. Nhưng mà khi mà chưa học về Theravada thì suy tôn, nhưng mà thấy Theravada này thấy thì sẽ thấy những cái điều này nó không thật sự như vậy. Vì vậy cho nên cái câu đó là sự thật, là nó nói là như vậy, năm uẩn là không, nhưng mà tánh không không phải là năm uẩn. Như thật như vậy. Qua câu B, giáo lý duyên khởi hiển thị tánh không. Giáo lý duyên khởi là do vô minh sinh hành, hành duyên thức, thức duyên lục nhập, vân vân. Thì cái giáo lý duyên khởi đó nó chỉ cho chúng ta cái sự hình thành cái mà con người chúng ta gọi là con người đó. Nhưng mà cái giáo lý duyên khởi này nó hiển thị tánh không, nó chỉ cho chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà tánh không không phải là giáo lý duyên khởi thì nó cũng giống như là hoa hồng thì màu đỏ, nhưng tất cả cái gì đó cũng phải hoa hồng. Cũng như là khi mà trời mưa thì đường ướt, nhưng mà hãy đường ướt là không phải là trời mưa đó. Cho nên là cái vấn đề nó là như vậy. Vì vậy cho nên cái giáo lý duyên khởi hiển thị tánh không, chứ không phải là tánh không là phủ nhận cái giáo lý duyên khởi đó. Cái điều đó là nó rõ ràng. Câu C là giáo lý tứ đế cần được tu tập liễu tri chứng ngộ để an trú tánh không. Nhưng tánh không không phủ nhận giáo lý tứ đế, là đúng là như vậy. Đức Phật giảng dạy rằng cái thân này của chúng ta là vô ngã, là vô thường. Nhưng mà Đức Phật giảng dạy rằng vì có cái thân này, nhờ có cái thân này vô thường mà cái người hành giả đó biết tu tập để mà thấy được cái chân lý. Cũng như cái người làm qua, người trồng qua kết được những cái tràng qua để dân cúng Phật, thí dụ như vậy. Mà cái tràng hoa đó lấy từ những cái hoa đơn lẻ, mà do cái tâm và cái tài năng cái người đã kết những cái bông hoa riêng lẻ để làm cái tràng hoa để dân cúng Phật. Thì hai cái đó là nó nói lên cái chuyện tu tập của chúng ta. Mặc dù trên thế gian này tất cả đều là khổ vô không, khổ vô thường vô ngã, nhưng mà do cái thân mà tạm thời, thân mà vô thường này, mà cái người hành giả đã dùng cái thân vô thường này với cái năng lực và cái trí tuệ của mình thì có thể tu tập được để giác ngộ được cái lý thánh đế, tứ thánh đế để chứng ngộ. Thì cái điều này là một cái điều mà nói ra cái người bên ngoài, bên ngoài không trong Phật giáo thì không hiểu được. Thí dụ ngày hôm qua thì con có cái dịp mà nói về cái giáo lý Phật giáo ở trong một cái room nào khác thì cái số người ở trong room nó từ lần lần đã biến mất lần lần, họ nghe không vô. Cho nên Đức Phật khi mà ngài giác ngộ ở cổ cái Bồ Đề ở bên Ấn Độ đó, thì ngài mới ở 7 tuần lễ ngài ôn qua những cái điều ngài chứng đắc, thì ngài mới thấy rằng cái giáo lý của ngài khó nói, mà hãy nói ra thì khó nghe, mà dầu nói ra thì mà người ta nghe cũng khó hiểu, và khó hiểu và khó tu và khó chứng khó đắc. Cho nên ngài đã muốn là Parinibbana, cho nên mai phá phước cho chúng ta là ông Sampati đã xuống đảnh lễ ngài và nói là: thưa Thế Tôn, trên trần gian này có nhiều chúng sanh, trong con mắt họ có ít bụi, nếu mà Thế Tôn giảng pháp thì những người đó có thể nghe và hiểu được. Thế lúc đó Đức Phật có dùng Phật nhãn của ngài mà coi trên thế gian này có người như thế nào, thì ngài mới nói là có người như cái bông sen nó còn lặn ở dưới bùn, thì người nó lên gọi chút, người nó lên, người nó lơ lửng ở mặt nước, người nó trồi lên mặt nước. Vậy do đó ngài mới giảng dạy, và nhờ đó mà chúng ta có giáo pháp đến ngày nay. Vì vậy cho nên câu trả lời là câu D, là vì vậy là kính thưa sư phụ, câu trả lời của cái câu hỏi số 3 này là D. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ và thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng nói những điều mà con nói không được đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lục cho nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ. Sau thuộc cái trình chư nguyên thông, thưa vị, còn vài phút trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài cái nhìn mà nó tương đối
là nó gần với cái khái niệm về tánh không mà được áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Điều đầu tiên đó, là chúng ta thường mong những người chung quanh mình được tốt đẹp, và khi người ta làm những gì mà nó vụng về hay nó sai quấy thì mình giận, mình bực bội. Thì cái giận mà bực bội nó đối lập lại với một cái nhìn mà Đức Phật ngày dạy là chúng ta nên xem mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Khi mà chúng ta thấy mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng thì chúng ta có thể chấp nhận được cái sai lầm, cái lỗi lầm của người khác cũng như của chính mình. Bởi vì sao vậy? Tại vì do mình có nghiệp riêng nên mình có cái thói quen riêng, có cá tính riêng và có cuộc sống riêng. Và do có thói quen, có cá tính, có cuộc sống nên chi nó bắt buộc là nó phải có những chuyện đó. Mình thấy mỗi chúng sanh có nghiệp riêng thì mình lại gọi là mình chấp nhận hiện tượng đó là hiện tượng, nó là như vậy thôi. Nó là như vậy, cuộc đời là như vậy. Thì Hoằng Giả là một cái thí dụ khác về tấn không được. Nếu mà tự nhiên quý vị ở nhà được an lạc rồi, có ai đem đến gửi một đứa cháu, một đứa cháu nó giỡn, nó la, nó phá, thì quý vị thấy bực bội. Tự nhiên mà yên tĩnh, ví dụ có người đến mình phải la chừng, phải dồn, phải ngó nó hoài. Nhưng trong sự bực bội đó, nếu mà chúng ta nghĩ rằng con nít thì phải vậy đó. Có nhiều khi chúng tôi có nghe câu chuyện là một cái cô gái có con và con nó quậy, nó phá, thì ban đầu la nhưng mà sau này nổi quạo lên đánh nó. Thì bà ngoại của nó, tức là mẹ cô gái, mới nói rằng con nít nó phá, nó còn quậy tức là tốt á, nó nằm yên mình mới mệt. Cô gái chợt nhận ra rằng ồ, nếu mà nó nằm yên thì nó bệnh rồi, nhưng mà nó còn phá là cái tự tính tự nhiên của nó như vậy. Cô ấy chấp nhận thôi. Thì cái sự chấp nhận đó, đó là mình chấp nhận cái bản chất thật của nó và bản chất thật của nó. Hay là chúng ta nghe một con thí dụ khác là ở tại Mỹ, người ta biểu tình, người ta phát biểu, bên này nói qua bên kia nói lại, bất đồng với nhau, thì nghe cũng bực mình. Nghe cũng bực mình. Nếu mà mình đứng bên này mình chống bên kia chống bên này. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng tất cả nó đều thể hiện của một cái xã hội, và xã hội tương đối tự do, chúng tôi không nói tự do hoàn toàn nhưng mà tương đối tự do. Do có tự do thành ra ta phát biểu, và do có phát biểu nên chi người ta có nhiều tiếng nói, tiếng nói bên này tiếng khoan nói ai phải ai quấy cái nào. Nhưng mà người ta có ý kiến, người ta có phát biểu là nó tốt. Ở xã hội nào mà im thinh thích không ai dám nói gì hết thì nó có vấn đề. Thành ra nhìn từ một khía cạnh khác, chấp nhận, chúng tôi biết là cái chuyện này nó hơi khó. Tại vì một á, là ai cũng muốn bình yên, mà nghe nói biểu tình, nghe nói phản đối là sợ. Thứ hai nữa là mình binh vực một quan điểm nào đó mà người ta nói ngược lại mình bực bội. Nhưng mà nói cho cùng thì một cái xã hội như vậy là một xã hội lành mạnh. Vậy xã hội lành mạnh, một cái xã hội mà người ta có thể có quan điểm này quan điểm kia thì nó như vậy mình chấp nhận được. Nó giống như một đứa trẻ, một đứa nhỏ mà nó quậy nó phá, và mình nghĩ rằng con nít thì phải quậy phá, con nít quậy phá nó mình, đó mình chấp nhận cái hiện tượng. Thì thật ra điều này rất là khó. Chúng ta trong cuộc sống luôn luôn có cái quan điểm gắn chặt là nó phải thế này và nó không được như thế kia. Cái phải như thế này, không được thế kia, đó là sự đòi hỏi với chúng ta. Đôi khi chúng ta đi ngược lại với cái bản chất mà Đạo Phật gọi là Yatha Bhutang. Yatha Bhutang là như nhiên hay là như thật. Như nhiên như thật có nghĩa là nó vậy thì nó phải vậy thôi. Nó phải vậy, nó vậy. Bây giờ chúng tôi làm trụ trì mà lâu lâu ở chùa mà quý Phật tử có người ý kiến này ý kiến kia bất đồng, mà chúng tôi bực bội, chúng tôi không làm trụ trì nữa. Tại sao buông chùa mà còn thế này kia? Nhưng mà nếu chúng tôi nghĩ rằng làm trụ trì phải vậy đó, hay là chúng ta sinh hoạt trong bao thoát á, lâu lâu mấy sư bị rớt mic, lâu lâu có bị này bị trục trặc kỹ thuật, mình bực bội, sao bữa nay mình làm việc xui xẻo quá,
sao bữa nay thế này thế kia bực bội quá. Nhưng mà mình đến lúc độ nào đó mình làm việc quen, mình nói nó là như vậy đó. Dạ, internet chỉ bán việc đó. Có khi nó kiểu này, khi nó kiểu kia. Mà khi chấp nhận được như vậy, thì mà thường chấp nhận như vậy, thì chúng ta sẽ an nhiên hơn. Cái chữ an nhiên nó là chữ rất là đẹp. Nhà chữ an nhiên là nó là sao thì mình nhận lấy như vậy. Cái sự an nhiên nó là một cái chữ rất là khó. Bởi vì sao? Vì chúng ta luôn luôn hỏi được tại sao nó phải thế này, tại sao không thế kia, mình không biết đó là sao. Buổi sáng nay mình thức dậy mà việc này chúng ta phải hài lòng á, thì chúng ta, thưa quý vị, chúng ta sẽ khổ. Bởi vì trong 100 thứ xảy ra đó mà có được 3-4 cái mà làm cho mình hài lòng là cũng may mắn rồi. Khó lắm. Thường xảy ra và cái mình không hài lòng, ví dụ như là ngày thì trời nóng quá, hoặc giả là có người nào đó mình không cần họ gọi, còn người cần họ không gọi. Bữa ăn nấu thì có lúc ngon lúc dở, chuyện này chuyện kia. Tại nếu sáng sớm thì chúng ta tâm niệm rằng hôm nay cuộc sống như thế nào thì mình sẽ an nhiên, sẽ chấp nhận như vậy. Bởi vì nếu chúng ta càng kỳ vọng cuộc sống nó càng theo ý mình sẽ khổ, thì lúc đó chúng ta sẽ thật sự là khổ. Bởi vì sao vậy? Cái kỳ vọng dẫn đến thất vọng. Mà điều này khó nói. Và mình sống đến lúc độ nào đó mà mình có thể nhìn cuộc đời giống như một hành giả thực thụ, nhìn vào hơi thở. Và hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn biết hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn. Biết ở đây không phải là đòi hỏi, biết ở đây không có nghĩa là kỳ vọng, biết ở đây không phải là bực tức, không có. Nó là sao thì nhận nó như vậy thì là rất là khó. Nhưng mà con đường của chư Phật và chư Thánh thì đi đó là an trú với không cách, một ý nghĩa rất lớn, không đơn giản cho chúng ta lãnh hội được. Nhưng mà nếu chúng ta được lúc nào thì an lạc lúc đó. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma ở tại đây. Kính chương trình vị giảng sư đã vào rung để tiếp giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Phong Lan thay mặt đại chúng trong room, chúng con xin kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Manasatang katang yesa